Dorongan terhadap pelegalan pernikahan sesama jenis tengah hangat diperdebatkan di Asia. Dan sejumlah kalangan menyebutkan Vietnam akan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkannya. Ada beberapa temuan yang membuat perdebatan ini semakin panas. Sebuah survei yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa adanya ragam opini publik terhadap hak kelompok LGBT di Vietnam. Lebih dari separuh responden menentang pernikahan sesama jenis. Meski demikian, 56% dari responden mendukung hak pasangan jenis untuk memiliki anak. Lin Hoang menemui kelompok yang melakukan survei tersebut di Hanoi dan berikut liputannya. Vietnam akan menjadi negara pertama di kawasan Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini agak mengejutkan karena hasil survei nasional pertama soal hak-hak LGBT menunjukkan sebagian besar warga Vietnam menentang pernikahan sesama jenis. Sekitar 53 responden mengatakan pasangan sesama jenis tidak boleh menikah. Tapi pendukung LGBT mengatakan survei itu juga menunjukkan beberapa hasil positif, seperti munculnya kesadaran tentang komunitas gay yang berujung pada lebih banyaknya dukungan. Giao tiếp bộc lộ cái cởi mở xã hội về vấn đề người đồng tính và đặc biệt là chung sống như vợ chồng của người đồng tính cũng đã gia tăng rất mạnh trong 10 năm vừa qua. Lebih dari separuh responden mendukung hak pasangan gay untuk memiliki anak dan hidup bersama. Dan sebagian besar merasa tidak akan terpengaruh jika pernikahan gay disahkan. Vì thế chúng tôi hỏi trực tiếp là tác động của cái việc hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới nó đến gia đình của ông bà như thế nào. Chúng tôi nói là gia đình chung chung của người khác và gia đình của ông bà hay là bản thân ông bà như thế nào. Thì kết quả cho thấy rất là lý thú là hầu hết đó là riêng về đối với gia đình chúng tôi thì không có tác động gì. Người dân cũng cảm thấy bình thường, cái việc hợp pháp hóa thì chắc là việc của nhóm khác, của người khác, chứ còn đối với gia đình chúng tôi không ảnh hưởng. Tỷ lệ là rất là cao, 78,3% nói rằng không ảnh hưởng gì. Pada Mei mendatang, Majelis Nasional Vietnam akan merevisi Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga yang melarang hubungan sesama jenis. Tapi revisi ini sepertinya hanya menunda pertanyaan soal pernikahan gay di lain waktu. Nhưng chúng tôi cũng mong muốn rằng là pháp luật Việt Nam hiểu được đó là một cái yêu cầu thiết thực. Dù cho cái tiến trình của chúng ta, dù cho những tháng năm này các nhà làm luật có bấm nút thông qua hay không, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là đó là một cái mà thành công rất lớn của cộng đồng trong suốt thời gian qua. Đó là những cái tác động tích cực lên xã hội giúp cho chuyển biến nhận thức của mọi người về vấn đề này. Tapi tidak semua berubah pikiran. Sejumlah orang menghadiri pengumuman hasil survei untuk menyampaikan penolakan terhadap homoseksual. Vậy người trẻ sinh được nuôi dưỡng trong gia đình mà và cùng giới như vậy thì nó phát triển có bình thường những đứa trẻ khác không? Khi một cái cặp vợ chồng đều là nữ hay là cặp vợ chồng đều là nam, thế thì cái đứa trẻ sinh trong gia đình là chỉ bố và gọi là bố hay là mẹ thì nó cùng là nữ hoặc là bố mẹ cùng là nam thì như trẻ sinh ra ở những xã hội Việt Nam mình nó có bị thiệt thòi gì không? Pandangan seperti ini akan jarang ditemui. Survei itu juga menyimpulkan bahwa kaum muda Vietnam lebih mendukung hak-hak gay. Demikian pula orang-orang dengan pendapatan dan pendidikan lebih tinggi yang jumlahnya meningkat di Vietnam. Và chúng tôi cũng xin gửi một cái thông điệp đến các đại biểu quốc hội, đó là Việt Nam, đất nước của chúng ta đang đứng trước một cái cơ hội rất là lớn để chúng ta có thể chứng tỏ cái nguyện vọng, cái quyết tâm, cái ý chí trong việc bảo vệ quyền con người cũng như bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số. Chúng tôi, những người đồng tính đã dũng cảm để sống với chính mình, để yêu những người mình yêu. Xã hội cũng đã dũng cảm để có thể rũ bỏ những cái định kiến, những cái quan niệm cũ. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun Lin Hoang dari Hanoi, Vietnam. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda.
Untuk ragam peristiwa lainnya, silakan kunjungi website kami di portal kbr.com/asiacalling. Saya Aika Gesit, sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Asia Calling, from Indonesia.